Ngày 5 tháng 12 năm 2018, công an huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam Phạm Minh Trường 34 tuổi và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thị Bé Ba 31 tuổi là vợ của Trường để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Khoảng 1 giờ sáng ngày 7 tháng 3, anh Đinh Văn Bảo 44 tuổi ở xã Long Phú huyện Tam Bình phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm số tiền 15 triệu đồng nên đến công an trình báo. Qua điều tra, công an xác định Trường và Bé Ba là thủ phạm, tuy nhiên cả hai vắng mặt tại địa phương. Đến ngày 2 tháng 12, trường bị công an thành phố Vĩnh Long bắt giữ về hành vi trộm cắp vặt và bàn giao cho công an huyện Tam Bình. Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận vào thời điểm đó, trường chạy xe máy chở vợ đi trên tỉnh lộ 909 để tìm tài sản trộm. Khi đến nhà anh Bảo thấy cửa không khóa nên mới ba vào trong nhà trộm, trường đứng cảnh giới. Ngoài ra, trường còn khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn huyện Tam Bình. Theo công an, trường là người nghiện ma túy và có 3 tiền án về tội cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ.